公園に番組に行くに公園に行くに前に行くに行くに行くに夏の bây giờ cũng cạn nước luôn rồi. Hôm năm ngoái mà vô cỡ này là người ta bắt đầu người ta trồng trọt rồi. Ta xuống khoai xuống gì có mưa lai rai rồi xuống khoai được rồi, xuống khoai xuống đậu rồi nọ, năm nay là không có trồng được cái gì luôn, mấy cây trồng trước mà cũng là chết rồi. Hai người đi 200 về. Hấp bán phí nhé. Mùa này chỉ còn có mỗi bẻ trăm thôi. Cái sinh hoạt của bà con ở đây là mùa này là cắt cỏ nè, cắt cỏ nuôi bò nè, kiếm củi nè, hái trăm nè, vậy là xong rồi đó. Rồi cỡ tháng trước thì xe bò đã chở phân bò đi bón cho ruộng, đang đã chờ mấy cái cơn mưa đầu mùa xuống để người ta chuẩn bị ruộng đất này nọ để trồng trọt. Nhưng mà tới nay vẫn chưa có mưa, chưa có gì hết thì ở xong luôn. Mà đi vẽ trăm thì trăm mấy cái chai trăm đang rớt giá nữa, còn có 1 ký có 10 ngàn, trái nào lớn thì được được 15-20 ngàn, rồi trái nhỏ nhỏ là 10 ngàn, nhỏ quá người ta cũng không mua nữa. Ở đây là mấy cây trăm không nè bà con, không thấy ai bẻ hết. Hồi trưa mới ở bộ chỗ này không có trái hay sao, hay là người ta hái xong rồi không biết. Có trái rồi, trái nhỏ nhỏ. Đoạn vòng vô chân núi à. Cũng có mấy cây cầu thang ta.
cầu thang người ta lên bẻ mà không thấy ai. Ra đồng thì không có sinh hoạt gì hết, đâu có làm gì đâu mà có người trên đồng. Thì nào có nước thì bà con mới ra làm ruộng làm rẫy thì mới có đông người chút. Còn mà nắng vậy là cái như là ai nấy đã cũng trốn nắng hết. Mà ở ngoài đồng thì cũng không có làm được cái gì hết, đâu có trồng trọt gì đâu. Ruộng đồng bỏ không rồi đâu có làm gì đâu. Đất khô rang mà mấy cây trăm này nó vẫn xanh nè, nó cũng hay vậy. Cái cây trăm này nó chịu khô hạn dữ. Có nghĩa là cái rễ nó nằm sâu xuống dưới, nó hút mấy cái mạch nước ở dưới sâu, nó mới sống nổi chứ mấy cây mà rễ cạn cạn là chết hết. Ở đây là cái đường mòn ở bên làng Tà Le chạy lên núi Cô Tô. Một trong hai con đường đất đẹp nhất ở Tây Côn. Vô tới chân núi rồi nè. Đang chạy lên chân núi. Đường này có mùa hạn thì thấy nó trống vậy chứ tới mùa có mưa xuống là cây nó mọc tùm là không thấy đường luôn. Thấy đường trống trơn vậy tới mùa mưa xuống cây nó mọc lên không thấy đường, không thấy con đường mòn này luôn. Cái này ngay ở dưới chân núi luôn.
thỉnh thoảng có một cái nhà người ta ở, chứ trong này là vắng quay à. Chạy vòng vòng trong rừng ở dưới, ở trong này, chỗ này thì người ta trồng xoài nhiều. À, xoài thì cũng không có mua bán gì được hết, ký còn có 2.000, 2.000 mà xoài nào tốt thì được 5.000. Có nhiều cây xoài chín rồi cho rụng bỏ luôn, ta không hái luôn. Cái đường mòn này là nó chạy qua cái vách đá đầu voi rồi nó thông qua bên hồ Sà Chét luôn đó nha bà con. Cái mùa này nó trống chảy chạy dễ nè. Ta lên kiếm củi. Cái này là cái vườn xoài nè, vườn xoài cổ thụ. Xoài đây là xoài láo không? Nó ra rụng rồi, xoài rụng lung la đây là không có ai ăn uống nữa. Mấy vườn xoài này, hồi xoài chín có rồi. Nói là nó mới đất mà tụi lưu mà nó mới dưới đất á. Xoài này là xoài thanh châu. Năm nay xoài nó không có gió nên thử chủ vườn ta con mấy vườn ta đẩy